Như vậy, 6 thí sinh của cả hai bảng tài năng và triển vọng sẽ bước vào vòng tiếp theo ở tập thi với chủ đề hoàn toàn mới: nhân vật phản diện. Hồng Thanh, Minh Dự, Lâm Thắng, ba thí sinh bảng tài năng sẽ mang đến những nhân vật phản diện nào để giành lấy hai tấm vé đầu tiên bước vào đêm chung kết xếp hạng và đến gần hơn với ngôi vị quán quân cười xuyên Việt mùa giải thứ ba năm 2017. Cùng với sự xuất hiện lần đầu tiên của vị giám khảo khách mời, nghệ sĩ Bảo Trung, hứa hẹn sẽ có những thú vị bất ngờ cho tập thi quyết định này. Đón xem tập 13 cười xuyên Việt 2017 chủ đề nhân vật phản diện của bảng thi tài năng, được phát sóng lúc 21 giờ thứ sáu ngày 18 tháng 8 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 12 giờ thứ bảy ngày 19 tháng 8 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Cười tươi tắn cùng cười xuyên Việt 2017.